Vâng, xin kính chào quý đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được tham gia chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những các cái kiến thức cập nhật về điều trị miễn dịch cho ung thư phổi giai đoạn sớm. Vâng, xin bộ phận kỹ thuật là chia sẻ slide. Vâng, chúng ta biết là điều trị miễn dịch là những cái thành tựu mà quan trọng nhất trong điều trị ung thư phổi cũng như là nhiều các cái bệnh lý ung thư khác trong khoảng 5-10 năm trở lại đây. Và đầu tiên là đối với ung thư phổi thì đầu tiên là các cái nghiên cứu về điều trị miễn dịch chứng minh hiệu quả cho cái giai đoạn di căn và cải thiện rất là đáng kể và ý nghĩa cái thời gian sống thêm của người bệnh. Và trong những cái năm gần đây thì những cái hướng nghiên cứu là chuyển sang nghiên cứu và ứng dụng trên bệnh nhân giai đoạn sớm hơn. Cái việc mà chứng minh được cái hiệu quả giai đoạn sớm hơn thì nó sẽ khó khăn và cần phải nhiều thời gian theo dõi hơn là cái giai đoạn muộn. Tại vì giai đoạn muộn thì những cái đánh giá về mặt đáp ứng, những đánh giá về tỷ lệ sống thêm không bệnh tiến triển thì có thể chỉ cần 1-2 năm là có thể là đánh giá được cái hiệu quả, đánh giá được cái sự khác biệt. Thế tuy nhiên là đối với giai đoạn sớm, đặc biệt là điều trị bổ trợ thì cần phải có một cái thời gian nó cái độ lùi về thời gian nó dài hơn để mà có thể là thấy được cái sự khác biệt về mặt hiệu quả so với những cái điều trị truyền thống. Và cái nội dung của cái bài trình bày ngày hôm nay thì sẽ tập trung vào hai cái bối cảnh. Đấy là cái bối cảnh điều trị bổ trợ và cái bối cảnh điều trị tân bổ trợ. Và trong đấy có hai nghiên cứu quan trọng là nghiên cứu Empower về cái vai trò của atezolizumab cho cái điều trị bổ trợ sau phẫu thuật, và nghiên cứu Checkmate 816 là nghiên cứu mà chứng minh được cái hiệu quả của nivolumab kết hợp với lại là hóa trị platinum trong cái điều trị mà tân bổ trợ trước mổ. Nghiên cứu Empower 010 là cũng là nghiên cứu pha 3, thì cái đối tượng là bệnh nhân đã được phẫu thuật triệt để giai đoạn từ 1B đến giai đoạn 3A, và đối với giai đoạn 1B phải là cái giai đoạn nguy cơ cao, có cái khối u là kích thước là từ 4cm trở lên, thể trạng bệnh nhân còn tốt, bệnh nhân được phẫu thuật cắt thùy hoặc là thậm chí là cắt một bên phổi, và cái khối u cũng được sẽ đánh giá là cái tình trạng PD-1. Thì cái phác đồ hóa trị bổ trợ thì vẫn là cái phác đồ chuẩn dựa trên platinum, ở đây là cisplatin, và cái thuốc còn lại thì có thể là pemetrexed, gemcitabine, docetaxel hay là vinorenbin, được điều trị 4 chu kỳ thì theo điều trị tiêu chuẩn bổ trợ, thì sau đấy thì mới chuyển sang là một nhánh được dùng atezolizumab 1 năm 16 chu kỳ 1200mg mỗi 2 tuần, và một nhánh là chỉ chăm sóc những đơn thuần như tức là chỉ theo dõi đơn thuần theo cái guideline điều trị trước đấy, và bệnh nhân cũng sẽ được phân tầng theo các yếu tố về tuổi, về giới, về cái giai đoạn là giai đoạn 1B, giai đoạn 2 hay giai đoạn 3A, rồi là thể mô học là vẩy hay tuyến, mức độ lộ PD-1, và cái mà mục tiêu chính của nghiên cứu là họ đánh giá DFS, thời gian mà không bệnh tiến triển, đặc biệt là cái nhóm mà có cái bộc lộ PD-1 trên 1% hoặc là cái tất cả quần thể của dân số chung từ 1B đến 2A, hoặc là riêng cái nhóm giai đoạn 2 và giai đoạn 3A. Mục tiêu phụ họ đánh giá OS và DFS ở cái phân nhóm mà có bộc lộ PD-1 trên 5%, và cái tỷ lệ mà DFS tại cái thời điểm 3 năm, 5 năm. Đây là đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu, do cái tính chất mà phân ngẫu nhiên cho nên là các cái giữa cái nhánh chứng và nhánh kết hợp atezo thì nó cũng tương đồng với các đặc điểm về giới, tuổi, chủng tộc, chỉ số thể trạng, độ tình trạng mô học, giai đoạn, tiền sử hút thuốc, mức độ bộc lộ PD-1, tình trạng EGFR, ALK. Như vậy thể mô học mà không vẩy ở đây thì chiếm đa số hơn, chiếm khoảng cả mỗi nhánh là chiếm khoảng 61-62% ở mỗi nhánh. Và cái giai đoạn mà nhiều nhất là giai đoạn 3A. Giai đoạn 3A thì chiếm hầu các nhánh hầu hết là chiếm khoảng non nửa. Giai đoạn 2B thì chiếm khoảng 18-20%. Giai đoạn 2A là khoảng giai đoạn 2A khoảng hơn 30%. Còn giai đoạn 1B thì có vẻ là giai đoạn 1B thì thấp hơn, chỉ khoảng 10% ở mỗi nhánh. Và cái bộc lộ PD-1 thì là bộc lộ PD-1 mà từ 1% trở lên với dùng cái kháng thể SP263 thì cho thấy là chiếm tỷ lệ mà cao ở các cái nhánh là khoảng gần 60% là từ 1% trở lên.
và cái tình trạng mà EGFR mà dương tính thì thấp, thì ở các nhánh thì khoảng 10%, ALK dương tính thì thấp hơn khoảng 5%. Đây là cái kế hoạch mà phân tích số liệu của nghiên cứu này. Thì nghiên cứu này thì họ ban đầu họ sẽ phân tích cái DFS ở cái nhánh mà có PPO1 bộc lộ từ 1% trở lên, từ giai đoạn từ 2A đến giai đoạn từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3A. Và nếu mà cái DFS này nó có lợi ích của cái việc mà dùng atezolizumab thì người ta bắt đầu mới phân tích ở cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 mà bất luận cái tình trạng PD-1. Và nếu mà bất luận tình trạng PD-1 mà có lợi thì người ta tiếp tục người ta phân tích kéo xuống là phân tích cả giai đoạn 1B. Và cuối cùng là người ta phân tích OS ở tất cả các cái quần thể chung từ 1B đến 3A và bất luận tình trạng PD-1. Nếu mà xét cái nhóm bệnh nhân có bộc lộ PD-1 từ 1% trở lên và chỉ tính riêng mình giai đoạn 2 và giai đoạn 3A thì ở đây người ta thấy là có cái lợi ích tại cái thời điểểm 24 hay tại thời điểm 36 tháng thì cái DFS thì đều cải thiện tốt hơn ở cái nhánh mà được kết hợp được có dùng atezolizumab so với nhánh mà sau hóa trị là không điều trị gì thêm. Chẳng hạn tại thời điểm 24 tháng thì cái DFS nó cải thiện từ 61 lên 75%. Còn tại thời điểm 36 tháng thì cải thiện từ 48 lên 60%. B có ý nghĩa thống kê. Thậm chí là cái thời điểm mà 50% bệnh nhân mà tử vong ở cái nhánh mà dùng atezolizumab chưa đạt được, do vậy họ cũng chưa có cái dữ liệu về trung vị về DFS ở cái nhánh mà được dùng atezolizumab. Và đây là người ta cũng xét tất cả các phân nhóm, như vậy là dù là tuổi trên hay dưới 65 thì đều có lợi ích, giới nam hay nữ đều có lợi ích, chủng tộc da trắng hay châu Á đều có lợi ích, PS 01 thì đều có lợi ích, có hút thuốc hay không hút thuốc, vẩy hay tuyến thì cũng có lợi ích, có như có vẻ là tuyến ở tức không vẩy thì có vẻ là tốt hơn. Còn ở đây giai đoạn thì chúng ta có thể thấy là giai đoạn 2A, giai đoạn 2B, giai đoạn 3A thì đều có lợi ích. Tình trạng hạch N1, N2 có lợi ích, có vẻ N0 thì cái lợi ích nó sẽ không rõ. Và cái có hay không có đột biến thì cũng cái khoảng tin cậy cũng đều có. Tuy nhiên là cái đối với trường hợp mà có đột biến EGFR thì có vẻ như là cái khoảng CI thì vẫn nghiêng về cái phía atezolizumab, nhưng mà nó cũng đi qua cái trục tỷ suất chênh 1 cho thấy là cái mức độ về mặt bằng chứng và lợi ích thì sẽ không bằng cái nhóm EGFR âm tính và tính ALK đột biến cũng như vậy. Ở đây là người ta xét cái nhóm giai đoạn 2 và giai đoạn 3A, nhưng mà bất luận cái tình trạng người ta không xét đến cái yếu tố là PD-1 nữa. Đấy, ngay cả cái việc mà không xét PD-1 vào giai đoạn 2, giai đoạn 3A ở đây thì cho thấy là 24 tháng thì có lợi ích, nhưng mà thời điểm 36 tháng thì cái lợi ích có vẻ nhỏ hơn, từ 49 lên 55,7%. P ở đây thì vẫn có ý nghĩa. Đấy, tuy nhiên là những cái phân nhóm từ 1% trở lên thì cái lợi ích lớn hơn, nhưng mà nếu không xét, chúng ta thấy là cái trung vị về DFS nhánh atezo là 42, còn nhánh kia là 35, và cái P và cái khoảng CI thì vẫn có ý nghĩa. Và ở đây người ta xét riêng mà từng phân nhóm, xét riêng từng phân nhóm cụ thể PD-1 bằng xét nghiệm SP263. Thì nếu mà cái bộc lộ PD-1 từ 1 hay từ 50% trở lên thì cái khoảng CI nằm nghiêng hẳn về phía 1 cho thấy là nó có ý nghĩa. Tuy nhiên là nếu mà dưới người ta phân nhóm mà dưới 1 thì chúng ta có thể thấy là cái khoảng tin cậy thì nó nằm đều ở hai bên phía số 1. Do vậy là cho thấy là cái mức độ PD-1 bộc lộ thấp mà dưới 1%. Ở đây là vâng, xét ở cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì có vẻ như là về mặt thống kê thì có vẻ như là cái lợi ích của cái nhóm mà có cái bộc lộ mà PD-1 mà dưới 1% thì về mặt thống kê thì không có ý nghĩa, và cái lợi ích là nó thấp hơn ở cái nhánh mà có bộc lộ từ 1 hoặc là trên 50%. Và tiếp theo là người ta sẽ phân tích ở cái nhóm mà DFS
chung ở tất cả các cái giai đoạn và tất cả các mức độ bộc lộ PD-1 từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A. Và ở cái nhóm này thì ở nhóm này thì chúng ta thấy tại cái thời điểm 24 tháng thì vẫn có cái lợi ích của cái nhánh mà điều trị miễn dịch. Tại thời điểm 36 tháng thì cái lợi ích nó nhỏ hơn, cải thiện từ 52,6 lên 57,9%. Và cái DFS ở cái nhánh mà cái quần thể chung tại cái thời điểm phân tích này thì nó cũng cho thấy là cái mức ý nghĩa và mức bằng chứng thấp hơn. Đây là cái dữ liệu mà phân tích về mặt OS ở cái giai đoạn từ giai đoạn 2, giai đoạn 3A, bất luận mức độ bộ PD-1 thì cho thấy là cái OS, cái dữ liệu OS thì gần như là trùng lắp vào nhau. Còn nếu đối với cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3 và PD-1 từ 1% trở lên thì hai cái đường cong này nó tách hơn, tỷ suất chênh là 0,77 và có ý nghĩa thống kê. Và nếu mà tính chung của tất cả các giai đoạn, tất cả các mức độ PD-1 thì gần như là hai cái đường OS thì nó gần như nó chập vào nhau. Và từ những cái dữ liệu mà phân tích bước đầu về OS này và cũng như là cái dữ liệu mà phân tích giữa kỳ về mặt DFS trước khi có những dữ liệu phân tích cuối cùng thì cho thấy là cái OS nếu mà tính chung ở tất cả các cái giai đoạn, tất cả các mức độ PD-1 thì có vẻ như là cũng không có ý nghĩa về mặt thống kê. Mặc dù là tuy nhiên là đối với cái nhóm mà có cái bộ lộ PD-1 từ 1% trở lên thì cái OS nó có xu hướng nó cải thiện hơn ở nhánh atezolizumab và đối với ở cái giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và đối với cái tình trạng mà đột biến EGFR thì cũng tương tự như vậy. Nếu mà có đột biến EGFR thì cái mức lợi ích của cái việc mà kết hợp thêm miễn dịch thì nó không rõ ràng so với lại cái nhóm nhánh chứng và cả đột biến ALK nữa. Về cái tính an toàn thì khi mà so sánh giữa hai cái nhánh này thì những cái chúng ta quan tâm đến những cái độc tính mà độ 3, độ 4 là những độc tính mà đe dọa và có thể ảnh hưởng đến điều trị. Cái độc tính độ 3, độ 4 ở cái nhánh mà dùng kết hợp thêm atezolizumab thì đương nhiên là sẽ nhiều hơn là những cái nhánh mà chăm sóc triệu chứng đơn thuần, và cái độc tính độ 3, độ 4 có thể lên tới lại 21%. Và những cái mà độc tính mà nặng mà nguy hiểm liên quan đến điều trị là khoảng 7,5% ở cái nhánh dùng atezolizumab, và cái độc tính độ 5 tức là gây tử vong thì cũng khoảng 1.6%. Và những cái độc tính mà liên quan đến miễn dịch thì khoảng 51% ở cái nhánh atezolizumab, trong đấy độ 3, độ 4 liên quan đến miễn dịch chỉ có 7,9%. Và những cái độc tính mà liên quan đến miễn dịch mà cần phải sử dụng corticoid toàn thân thì khoảng 12%. Đấy, như vậy là mặc dù là những cái độc tính liên quan đến miễn dịch thì nó khá là cao, phải chiếm một nửa số bệnh nhân, tuy nhiên là những độc tính tăng độ 3, độ 4 liên quan đến miễn dịch chỉ có 7.9%. Cho thấy là phác đồ dùng nào được. Như vậy là kết luận từ nghiên cứu IMPOWER 010 thì cái việc mà điều trị bổ trợ atezolizumab nó cải thiện về mặt DFS, tức là sống thêm không bệnh tiến triển ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Tuy nhiên là cái lợi ích mà được lớn hơn và được quan sát thì chủ yếu là cái nhánh mà PD-1 mà dương tính. Như vậy là trong cái nghiên cứu khi nội cái IMPOWER 010 thì bệnh nhân mà giai đoạn 1B hay là bệnh nhân PD-1 mà bộc lộ dưới 1% thì cái lợi ích gần như là rất là nhỏ và không có. Và cái việc mà bộc lộ PD-1 thì nó cũng là một cái chỉ dấu mà quan trọng để mà đánh giá được cái lợi ích của atezolizumab. Và cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu về điều trị tân bổ trợ, nghiên cứu CheckMate 816. Nghiên cứu này thì là thu tuyển là những bệnh nhân mà từ giai đoạn 1B trở lên, tức là những bệnh nhân mà vẫn có thể là mổ được từ đầu nhưng mà họ vẫn đưa vào nghiên cứu mà điều trị tân bổ trợ từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A. Và trong nghiên cứu này thì những cái bệnh nhân mà có đột biến EGFR hay đột biến ALK thì không không là loại trừ, và ở đây là
họ cũng phân tích dưới nhóm, ở cái nhóm ở giai đoạn 1B, giai đoạn 2, giai đoạn 3, rồi bộc lộ PD-1 trên hay dưới 1%. Và trong nghiên cứu này thì cái hóa trị điều trị tân bổ trợ ở đây thì họ điều trị 3 chu kỳ, và cái nhánh mà can thiệp là họ kết hợp thêm nivolumab. Sau ấy thì đánh giá đáp ứng hình ảnh và phẫu thuật trong vòng 6 tuần sau khi mà điều trị. Và sau khi phẫu thuật xong thì cũng bệnh nhân tiếp tục được điều trị bổ trợ theo các cái về mà hóa trị, hoặc là có thể kết hợp thêm cả xạ trị nữa. Và mục tiêu chính ở đây là họ đánh giá về mặt là đáp ứng toàn bộ trên mô học, cũng như là các cái thời gian, có cái khoảng thời gian mà không có những cái biến cố. Và cái mục tiêu phụ ở đây là họ đánh giá về cái thời gian sống thêm và MPA, tức là cái trung vị về cái tỷ lệ đáp ứng. Thì kết quả cho thấy là cái nhánh mà nếu mà PCR thì cái nhánh mà kết hợp với neuromap thì đạt 24% là đáp ứng hoàn toàn trên môn học. Nhưng mà hóa trị chỉ đơn thuần là chỉ được đạt được có 2,2% thôi. Còn MPA, tức là cái mà tôi gọi là về mặt trung vị của cái đáp ứng thì vẫn cao hơn ở nhánh nivolumab kết hợp với hóa trị so với là hóa trị đơn thuần. Và tất cả các giai đoạn thì PCR của nhánh kết hợp với miễn dịch đều cao hơn. Chẳng hạn như là giai đoạn 1B, nếu mà hóa trị thì không có trường hợp nào đạt được PCR, nhưng 4% đạt PCR nhánh miễn dịch. Giai đoạn 2A thì 3% PCR ở nhánh hóa trị nhưng mà 23% ở nhánh miễn dịch. Tương tự như vậy, giai đoạn 2B hay giai đoạn 3A thì cái tỷ lệ PCR cũng cao hơn ở nhánh kết hợp với nivolumab. Ở đây là về đây là các cái mức độ đạt được đáp ứng của cả của nhánh quần thể giai đoạn 1B, giai đoạn 2 và giai đoạn 3A. Tức là cái diện tích mà dưới cái số 0 mà càng nhiều thì cái tỷ lệ, tức là cái số lượng bệnh nhân mà đạt đáp ứng càng cao. Và những cái diện tích hình chữ nhật, tức là cái mà tức là cái những cái mà đồ thị, cái đồ, biểu đồ hình cột mà chạm tới cái số -100, tức là bệnh nhân đạt được PCR. Thì chúng ta có thể thấy là cái diện tích hình chữ nhật mà cái một cái chiều dài là cái trục đạt được 100% thì nó sẽ cái diện tích hình chữ nhật của cái nhánh dùng nivo thì lớn hơn, và cái nhánh mà giai đoạn 1B, giai đoạn 2A thì cái diện tích này lớn hơn là nhánh 3A, thì cho thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân đạt được đáp ứng thì nó sẽ cao hơn ở nhánh miễn dịch, và cái nhánh 1B và 2A thì cũng cái diện tích cái mức độ sâu đáp ứng là tốt hơn ở nhánh 3A. Đây ở đây là cái nghiên cứu CheckMate, ở đây là có 358 bệnh nhân thì cũng khá là đều ở cái nhánh 179 là một nhánh hóa trị kết hợp với nivolumab, thì tới 98% là bệnh nhân là nhận được đầy đủ cái liệu trình tân bổ trợ bằng hóa trị hoặc là hóa trị kết hợp với lại miễn dịch, sau đấy thì được phẫu thuật. Và cái nhánh mà được dùng nivo với lại hóa miễn dịch thì cái tỷ lệ phẫu thuật được là 83%, trong khi đấy, cái nhánh mà dùng hóa trị đơn thuần chỉ có 75% là nhận được phẫu thuật. Và cái thời gian mà phẫu thuật cũng ngắn hơn ở cái nhánh nivo miễn dịch, cái thời gian phẫu thuật khoảng 3 tiếng nhưng mà 184 phút, trong khi đấy thì cái nhánh mà hóa trị đơn thuần phẫu thuật thì cái thời gian sẽ dài hơn. Về các cái biến chứng mà liên quan đến phẫu thuật như là thiếu máu, rồi đau, rồi các biến chứng về vết thương, rồi là sốt, rồi là viêm phổi, rồi là tràn khí, ho, rồi tràn dịch, nôn, rồi là khó thở, rồi giò, rồi là các cái vấn đề về đau ngực, thì cho thấy là cả hai nhánh, nhánh dùng nhưng mà các cái cột này thì nhìn chung là độ cao thì tương tự nhau, đặc biệt là các cái cấu trúc, cái thành phần của từng cái cột là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì cũng tương đồng nhau. Chỉ có cái đau thì có vẻ là cái nhánh mà dùng hóa trị thì cái cột cao hơn, cho thấy là những cái biến chứng đau ở cái nhánh mà dùng hóa trị thì cao hơn. Như vậy là cái đồ thị này cho thấy là ảnh hưởng, những cái triệu chứng liên quan đến phẫu thuật thì gần như là giữa hai nhánh mà hóa trị và nhánh mà hóa trị kết hợp với miễn dịch thì cũng không có sự khác biệt lớn. Và kết luận của nghiên cứu CheckMate 816 thì cũng cho thấy là cái PCR thì cũng cải thiện hơn ở cái nhánh mà được dùng nivolumab, và cái mức độ mà cái mức độ được đáp ứng cũng tốt hơn, và những cái
và có nhiều bệnh nhân, tỷ lệ bệnh nhân được phẫu thuật triệt để thì cũng cao hơn, và cho cái những bệnh nhân mà có thể thực hiện được những phẫu thuật ít xâm lấn thì cũng cũng cao hơn, và cái những cái ảnh hưởng mà liên quan đến phẫu thuật thì nó không không cao hơn sau hậu phẫu, cũng không cao hơn ở nhánh ở cái nhánh nivolumab kết hợp với hóa trị so với nhánh hóa trị đơn thuần. Tuy nhiên là cái nghiên cứu này thì cần phải cái thời gian để đánh giá về DFS, OS, như cái phần đầu của bài tôi có nói là cái việc mà theo dõi này cần phải có cái thời gian nó dài hơn để mà có thấy được cái sự khác biệt. Tuy nhiên là cái đáp ứng thì có thể cho thấy là nó cũng có ưu thế rõ. Và cái vấn đề đặt ra là cái trong cái nghiên cứu này là liệu là cái bệnh nhân nào sẽ có lợi ích của cái việc điều trị tân bổ trợ cao hơn về giai đoạn, về tình trạng PD-1. Về những cái báo cáo này họ chưa phân tích rõ là cái tình trạng PD-1 nó sẽ liên quan như thế nào đến các cái tỷ lệ đáp ứng của tân bổ trợ. Đây là các cái nghiên cứu về tân bổ trợ khác cũng đang được tiến hành. Thật ra cái thiết kế cũng tương tự, cũng hóa trị kết hợp với thuốc miễn dịch, nhưng mà các cái thuốc miễn dịch ở đây là thuốc pembrolizumab qua Keynote, hoặc kết hợp có những nghiên cứu mà có cả kết hợp hai thuốc miễn dịch, một thuốc là kháng ức chế CTLA-4 nữa. Rồi hoặc là cả thuốc miễn dịch là duvalumab. Và sau cái điều trị tân bổ trợ này thì có cái giai đoạn mà điều trị bổ sung sau mổ nữa bằng miễn dịch đơn thuần, và thường là người ta duy trì trong một năm. Còn đây là những cái nghiên cứu bổ trợ mà đang được tiến hành. Thực tế là cũng là cái thiết kế cũng tương tự, nhưng mà cũng các cái thay bằng cái thuốc pembrolizumab hay là duvalumab. Đây là các cái thử nghiệm về pembrolizumab hay là về duvalumab trong cái điều trị bổ trợ, thì cũng người ta cũng tức là cái xu hướng là người ta sẽ, như chúng ta biết là trong cái nghiên cứu mà Empower 101 thì sau khi kết thúc hóa trị thì người ta mới dùng miễn dịch, nhưng mà trong cái nghiên cứu này mới, thế hệ mới này, người ta kết hợp cả miễn dịch và cho cái giai đoạn hóa trị bổ trợ, và sau đấy thì duy trì miễn dịch cho đến một năm. Đây là cái xu hướng mới. Như vậy là cái việc mà điều trị miễn dịch bổ trợ hoặc tân bổ trợ thì nó cũng có một số những các cái những cái vấn đề mà cần phải xem xét. Cái việc mà người ta đưa ra cái khái niệm là MRD, tức là cái xét nghiệm cái bệnh tồn dư ở trong máu qua DNA, thì người ta cũng nhưng mà cần phải có cái dữ liệu thêm để đánh giá xem là cái MRD này liệu là nó có cái giá trị trong cái việc định hướng là bệnh nhân nào cần điều trị bổ trợ, bệnh nhân nào không hay không, thì cần phải có thêm các cái dữ liệu. Và cũng đối với cái việc mà kết hợp giữa hóa trị miễn dịch thì bệnh nhân cũng cần phải có cái chỉ số mà thể trạng tốt. Và cuối cùng là cái nghiên cứu PERN, nghiên cứu về điều trị bổ trợ của pembrolizumab. Nghiên cứu này thì cái thiết kế cũng tương tự như là cái nghiên cứu Empower 010, thì cũng là giai đoạn 1B, giai đoạn 2, giai đoạn 3A, bệnh nhân được phẫu thuật đạt R0, và cũng là một nhánh người ta dùng cũng được điều trị bổ trợ bằng hóa trị đầy đủ, và một nhánh thì nhưng mà không nhiều hơn 4 chu kỳ, một nhánh thì người ta dùng pembrolizumab, một nhánh thì dùng giả dược. Và kết quả cho thấy là DFS ở cái nhánh quần thể chung hay là cái quần thể mà có PD-1 trên 50% thì cũng cho thấy có cái lợi ích của pembrolizumab. Ở đây là xét các cái mức độ bộc lộ PD-1 từ trên 50, từ 1 đến 49, hay là PD-1 bé hơn 1. Như vậy cái nhánh mà PD-1 bé hơn 1 thì dường như là cái sau 36 tháng thì thấy hai cái đường cong sống thêm là có vẻ như là cái lợi ích về mặt DFS thì rất là nhỏ ở cái nhánh mà PD-1 mà bé hơn 1. Cái mà đạt được cái lợi ích mà tốt nhất là cái TPS 50% trở lên. Và cái chỉ định về pembrolizumab bổ trợ thì cũng đã được FDA phê duyệt, và thậm chí là từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3. Và kết luận của bài trình bày của tôi là những cái dữ liệu này thì cũng cho thấy là cái hiệu quả của điều trị miễn dịch bổ trợ sau phẫu thuật hoặc là trước mổ cũng là một cái thành tựu mới và có thể áp dụng trong lâm sàng để mà cải thiện được về các cái kết quả về mặt điều trị ung thư. Đấy, tuy nhiên là
cần phải có những các cái chỉ dấu để mà có thể mà chọn lọc những bệnh nhân mà có lợi ích mà tốt hơn nữa. Và những cái nghiên cứu tiếp theo ở trong tương lai cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi về cái việc thế nào để tối ưu hóa và lựa chọn bệnh nhân một cách chính xác cho cái điều trị bổ trợ và tân bổ trợ. Vâng, bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.